Quý vị và các bạn thân mến, mùa đông đã đến và chúng ta lại háo hức chuẩn bị cho tủ đồ của mình những bộ thời trang theo xu hướng mới nhất. Và đây cũng là thời điểm để các nhà thiết kế thời trang giới thiệu đến quý vị và các bạn những bộ sưu tập thời trang thu đông. Chính vì vậy, ngày hôm nay, chương trình Đẹp đích thực của truyền hình MyTV xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một bộ sưu tập thiết kế sang trọng, đẳng cấp và quyến rũ của nhà thiết kế Kelly Bùi. Bring the action. When you hear this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club, they watching us. They watching us. They watching us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay Thu Thảo đang có mặt tại showroom của thương hiệu thời trang Kelly Bùi. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhà thiết kế Kelly Bùi để cùng tìm hiểu về bộ sưu tập đặc biệt vừa rồi nhé. Dạ, xin chào chị. Trước tiên thay mặt những người thực hiện chương trình Đẹp đích thực của truyền hình MyTV, cảm ơn chị đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa chị, không biết là ý tưởng nào đã khiến chị thích kiến nên bộ sưu tập độc đáo vừa rồi ạ? Như chúng ta thấy thì ý tưởng chủ đạo cũng như tông màu của bộ sưu tập vừa rồi là hoàn toàn là theo cái màu ánh kim. Thực ra đây là một trong những cái hiệu ứng sau khi tôi tham gia L Show và đang có nghĩa là bất cứ một nhà thiết kế hay bất cứ một thương hiệu nào đó khi họ đưa ra một cái bộ sưu tập để tạo thành một cái set trend thì họ luôn luôn biết cách làm thế nào đó để truyền tải những cái set trend đó để đến đối với công chúng, người tiêu dùng. Thì tôi cái đấy là một trong những cái tiêu chí mà bất cứ một cái show nào khi tôi nhắm tới cũng như là tôi tham gia thì tôi đều có đem cái tính ứng dụng hóa vào bộ sưu tập của mình. Và đấy là lý do tại sao các bạn có thể nhìn thấy là trong bộ sưu tập vừa rồi thì toàn là những tông màu vàng kim, là một trong những cái mà cái tông màu mà rất là thời thượng bây giờ. Nó đang thể hiện một cái chúng ta đang dần dần hồi phục về những cái mảng kinh tế nói riêng và những cái liên quan đến thời trang nói chung. Nó như một cái khởi sắc gì đó trong một cái thời kỳ mới. Xu hướng của những năm trở lại đây thì ngành công nghệ về thời trang được đẩy lên rất mạnh. Điều đấy chứng tỏ rằng tất cả những cái chất liệu liên quan đến để sử dụng đưa ra xu hướng là những cái chất liệu mang chất công nghệ. Ví dụ như da, giả da, hoặc rằng là trên da là họ phun những cái lớp kim loại để mà làm thế nào để tạo được những cái hiệu ứng nó phản ánh được đầy đủ nhất về những cái tình hình đang diễn ra xung quanh của chúng ta. All eyes on us. All eyes on us. Phụ nữ tôi nhắm tới họ là những người mà thành đạt, họ đòi hỏi một cái gu thẩm mỹ rất là cao. Chính vì thế các bạn có thể thấy nó xen kẽ giữa những cái tông màu đấy là những cái chất liệu bằng nhung, những tông màu đen và vẫn là kiểu form rất là lịch sự, sang trọng nhưng mà nó vẫn có một cái gì đấy gợi cảm, quyến rũ và nói chung nó được pha trộn rất là nhiều. Đối với những người muốn sở hữu một trong những bộ thời trang trong bộ sưu tập vừa rồi thì chị có lời khuyên như thế nào để họ có thể mặc những bộ thời trang đó cho hợp với hoàn cảnh không ạ? Các bạn có thể thấy rằng là trên truyền hình cũng như là trên các bộ sưu tập hoặc là trên sàn diễn thì nó đòi hỏi một cái gì đấy nó sân khấu hóa nhiều hơn. Nhưng đối với những sản phẩm thể hiện mà đưa ra thực tế thì tôi đã tối giản hóa tất cả những cái chi tiết đó. Bây giờ nó chỉ còn phụ thuộc vào bạn thôi. Hãy thể hiện cá tính của mình thông qua việc các bạn mix đồ của mình và làm thế nào đó để mà các bạn thực sự nổi bật, cũng như là làm thế nào đó để các bạn chứng tỏ được các bạn đang có một cái kiến thức rất là vững vàng trong cái việc mà ứng dụng các sản phẩm đấy vào đời thường. Vâng, xin cảm ơn chị ạ. Thu Thảo tin chắc rằng ngay sau khi xem chương trình này thì quý vị và các bạn đã có thể cảm nhận được những xu hướng thời trang mới cũng như lựa chọn để cho mình những bộ thời trang ưng ý nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Cứ nói chuyện bình thường. Em nói công ty của chị, trụ sở công ty có chung lê thì cũng cách xa đây nhỉ chị? Mọi người thì vẫn suy nghĩ rằng là chẳng hiểu lý do tại sao lần nào muốn gặp chị Trang thì lên trên lịch quốc sư và chị ở đây như thế là không, nhưng chị làm sao